Vâng, em Khanh ô tô cũ Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn. Và hôm nay em Khanh xin giới thiệu tới anh chị và các bạn là hai chiếc xe đến từ thương hiệu nổi tiếng của hãng Toyota Nhật Bản. Thì nói đến hãng Toyota Nhật Bản thì anh chị và các bạn cũng đã tìm hiểu qua một hãng xe nổi tiếng trên thế giới, sản xuất nhiều phân khúc xe vào các tầm tiền khác nhau để có nhiều sự lựa chọn đến khách hàng, và có dòng sedan và SUV và hatchback cũng có. Thì nếu dòng sedan thì dòng tầm tiền bình dân có thể kể đến dòng Toyota Prius, và cao hơn thì có thể kể đến Corolla Tiết. Dòng xe sang của dòng sedan ở hãng Toyota thì có thể kể đến là Camry, và một trong một cái dòng xe sang mà được cạnh tranh với các hãng xe sang nổi tiếng trên thế giới. Thì trên màn hình hôm nay em Khanh xin giới thiệu tới anh chị và các bạn hai chiếc Camry cùng đến từ thương hiệu nổi tiếng của Toyota Nhật Bản, và hai chiếc đều được sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu về Việt Nam. Thế em sẽ đi qua một chút để anh chị và các bạn tham khảo được hai chiếc xe này, nhìn tổng thành bên ngoài của hai mẫu xe này rất đẹp. Và hiện tại với hai mẫu Camry hai đời sản xuất, chiếc màu đen đang trên màn hình anh chị và các bạn đang theo dõi đây là chiếc Camry sản xuất 2007, trang bị số tự động, xuất Mỹ, sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu về Việt Nam. Với mẫu Camry 2007 này thì hiện tại xe vẫn đang là một chủ sử dụng từ đầu, với biển 34 của Hải Dương, với biển 4 số 8388, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy biển số rất là chất, đúng không ạ? Và tiểu sử của mẫu xe Camry 2007 màu đen này thì là của một anh giám đốc của một công ty sử dụng. Và hiện tại bên em đã rất may mắn khi mua được mẫu xe này về giới thiệu tới anh chị và các bạn. Và trên màn hình anh chị và các bạn đây là chiếc màu bạc, một chiếc Camry sản xuất 2006 màu bạc, cũng được sản xuất tại Mỹ và nhập khẩu về Việt Nam. Và đây là một chiếc xe bản đồ anh chị và các bạn nhé, bản đồ sản xuất 2006, xe trang bị số tự động, và hiện tại xe đang mang biển số của thủ đô Hà Nội 30A36042. Thì hôm nay em Khanh cho xin giới thiệu hai mẫu xe để anh chị và các bạn nếu có nhu cầu về hạ một trong hai chiếc Camry mà trong buổi chiều ngày hôm nay em Khanh giới thiệu tới anh chị và các bạn, thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh là 0943622621 để sở hữu mẫu hai mẫu xe này, một trong hai mẫu xe này. Thì bây giờ em sẽ xin đi vào chi tiết từng mẫu xe để anh chị và các bạn nắm được chi tiết hơn về từng mẫu xe một. Em sẽ xin giới thiệu tới anh chị và các bạn chiếc Camry sản xuất 2006, trang bị số tự động, xuất Mỹ, nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe đây là một chiếc xe bản đồ, anh chị và các bạn có thể thấy nhìn thấy tích hợp xi nhan trên gương. Chiếc xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn em Khanh cam kết cho anh chị và các bạn là hoàn toàn không bị đâm xô, tai nạn không ngập nước, keo chỉ cột kèo quần zin nguyên bản cho xe, máy zin đại chất. Vâng, với cái dòng xe Camry thì được trang bị số tự động và máy động cơ xăng 2.4, một cái dòng xe sang được đánh giá là cực kỳ chất lượng và được trang bị các trang thiết bị cực kỳ hiện đại và an toàn, với hệ thống 6 túi khí, phanh ABS được trang bị 4 bánh, có hệ thống cân bằng và có cả phanh khẩn BA cũng như lực phanh phân phối điện tử, cực kỳ cho an toàn cho anh chị và các bạn để khi sử dụng và đi trên đường. Mẫu xe rất đẹp và có trang bị thêm màn hình cam lùi theo xe. Mẫu xe đến thời điểm hiện tại hoàn toàn tổng thanh sơn xi bên ngoài đã rất là bóng đẹp và nội thất còn rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Đây anh chị và các bạn có thể nhìn thấy nội thất bên trong là còn rất đẹp. Xe đã trang bị thêm sàn 5D rất là sạch sẽ, và toàn bộ nội thất bên trong này, tần táp nô táp ni còn rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Xe là trang bị cũng rất là nhiều các về phần cabin này, có những cái táp ni vân gỗ này sang trọng và có cái mùi thơm rất là thơm. Về nội thất của chiếc xe được trang bị những cái nội thất cao cấp anh chị và các bạn nhé. Ghế lái có trang bị ghế chỉnh điện, và trên vô lăng thì có xe tích hợp như bấm điều khiển âm thanh này,
hệ thống điều hòa. Vâng, xe trang bị thêm màn hình cam nùi và xe đến thời điểm hiện tại giờ rất đẹp luôn anh chị và các bạn, hoàn toàn không một lỗi lầm gì anh chị và các bạn nhé. Mẫu xe rất đẹp và giá hiện tại cửa tiền với mẫu Camry 2006 trang bị số tự động xuất Mỹ bản đủ, bên em Khanh đang chào bán với giá là 410 triệu đồng. Vâng, 410 triệu đồng anh chị và các bạn nhé. Và hiện tại xe đang mang biển 30A của thủ đô Hà Nội. Nếu quý anh chị và các bạn trên trong thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến mẫu xe này thì có thể sở hữu mẫu xe này thì sẽ bớt được sang cái phí sang tên đổi biển và tầm gần 20 triệu đồng anh chị và các bạn nhé, rất là nhiều. Nếu anh chị và các bạn nếu có nhu cầu mẫu xe này và chốt bên em sớm cái mẫu xe này thì sẽ bớt được cái khoản tiền rất là lớn, gần 20 triệu đồng. Vâng, giá hiện tại cửa tiền đang chào bán mẫu xe này là 410 triệu đồng nhé. Vâng, rất là hợp lý đúng không ạ? Rất là rẻ để sở hữu được một chiếc Camry xuất Mỹ bản đủ. Vâng, anh chị và các bạn nhìn này, có xi nhan tích hợp trên gương nhé. Xe trang bị đến 6 túi khí ăn cực kỳ an toàn. Đấy, anh chị và các bạn nhìn nhé. Nội thất cực kỳ đẹp luôn. Tổng thành sơn xi này, bên ngoài rất đẹp. Và đến thời điểm hiện tại xe hoàn toàn không vấn đề gì cả. Gầm bệ chắc chắn. Gầm bệ cực kỳ là chắc chắn anh chị và các bạn ạ. Và em sẽ để cho anh chị và các bạn xem được chất lượng chiếc xe này. Đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là xe không có một cái lỗi gì anh chị và các bạn nhé. Xe mới đi được có hơn 8 vạn thôi, xe đi cũng rất là ít. Và trên bảng tablo này có hiển thị những cái số vào này. Đấy, nên là rất là dễ dàng cho mình sử dụng khi vào số mà không phải sợ nhầm số. Động cơ còn cực kỳ là chất, anh chị và các bạn cùng em đi tham khảo mẫu động cơ của chiếc xe này. Và xe đang trang bị động cơ xăng 2.4. Một cái động cơ phải nói là rất khỏe. Và đây anh chị và các bạn có thể nhìn thấy động cơ hoàn toàn là còn zin nguyên bản cho xe nhé. Từ những con ốc từ ở dưới rất là sâu kia, chưa động chạm gì và chưa có một hiện tượng bị tháo. Chưa có một cái hiện tượng bị tháo nhá. Và xe bên em chưa làm gì về khoang động cơ cả, còn nguyên bản cho xe hết. Okay, anh chị. Về mọi thông tin chi tiết về mẫu và giấy tờ của cái mẫu xe Camry 2006, anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh là 0943622621 để em Khanh cung cấp đầy đủ các thông tin giấy tờ về cho anh chị và các bạn tham khảo mẫu xe này nhé. Và em xin nhắc lại một lần nữa là giá cửa tiền hiện tại của mẫu Camry 2006 số tự động xuất Mỹ bản đủ, giá hiện tại cửa hàng đang chào bán là 410 triệu đồng anh chị và các bạn nhé. Vâng, tiếp tục em xin được giới thiệu anh chị và các bạn chiếc Camry 2007 cực chất. Và hiện tại xe vẫn đang là một chủ sử dụng ngay từ ban đầu nhé. Biển mang biển số của Hải Dương 34L8388 của Hải Dương. Và xe này là của một anh giám đốc của một công ty sử dụng. Và bên em đã rất là may mắn khi mua được mẫu xe này về cho anh chị và các bạn nếu có nhu cầu sở hữu chiếc xe này. Và đây cũng là một chiếc xe xuất được sản xuất tại Mỹ chị và các bạn nhé, nhập khẩu về Việt Nam. Và đây xe được sản xuất 2007 và đăng ký 2008, một chủ sử dụng ngay từ ban đầu, xe chất đại chất đến thời điểm hiện tại luôn anh chị và các bạn. Và chiếc xe nhìn rất là sang trọng đúng không ạ, rất là sang trọng anh chị và các bạn nhìn này, rất là sang trọng, nó còn zin tất cả luôn, zin tất cả từ đầu đến đuôi, từ nội thất đến tổng thể sân si. Hai mẫu xe này cực kỳ là zin đẹp, zin nguyên chất nguyên bản cho xe nhé, cực kỳ là chất. Và chiếc này thì nó chất hơn cả là nó là một chủ sử dụng ngay từ ban đầu, xe giữ gìn rất tốt. Đến thời điểm bây giờ anh chị và các bạn có thể nhìn thấy tổng thành sơn si của chiếc xe rất là bóng đẹp đúng không ạ, rất là bóng đẹp. Và xe cũng được trang bị đến 6 túi khí an toàn và phanh ABS, được trang bị 4 bánh, có hệ thống cân bằng, hệ thống
phanh khẩn BA và có lực phanh phân phối điện tử, anh chị và các bạn nhé. Hai mẫu xe này đều được trang bị an toàn, rất an toàn, và xe cũng trang bị màn hình cam nùi đầy đủ hết rồi. Và cái mẫu xe này cũng trang bị động cơ xăng 2.4 anh chị và các bạn nhé. Xe rất đẹp này, và zin nguyên bản đến thời điểm hiện tại, tất cả đèn này còn zin này. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây, nội thất bên trong này cũng là dạng toàn bộ là nội thất cao cấp hết anh chị và các bạn nhé. Toàn bộ là nội thất cao cấp hết, và đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Chân nỉ tiên nguyên bản theo xe nhé, chân nỉ cao cấp. Hai mẫu xe cực kỳ đẹp luôn anh chị và các bạn ạ. Mẫu xe Camry 2007 này rất đẹp, cột kèo keo chỉ nguyên bản cho xe anh chị và các bạn nhé. Xe cam kết đến thời điểm hiện tại hoàn toàn là không lỗi, không đâm xô tai nạn, không ngập nước, keo chỉ cột kèo còn nguyên bản cho xe. Đấy, nội thất cao cấp vào rất là thơm, và cũng được cabin cũng được trang bị những cái hệ thống nội gỗ tấp ni vân gỗ này cao cấp, và mùi thơm rất là đặc biệt, và xin nhìn vô lăng cũng có tích hợp rất đẹp, cực kỳ là đẹp anh chị và các bạn nhé. Đến thời điểm bây giờ là xe chưa có một cái vấn đề gì cả, cột kèo keo chỉ nguyên bản theo xe, toàn bộ là đèn zin theo xe nhé. Và hai mẫu xe này đều được trang bị đèn gương cầu này, gương cầu đây là đèn bi xenon và kết hợp với gương cầu phản quang đa chiều rất là sáng. Đó, rất đẹp. Và mẫu xe vẫn còn đăng kiểm tháng 6 2020, lốp nắp còn rất mới anh chị và các bạn nhé. Tất cả xe này rất đẹp. Đó, anh chị và các bạn nhìn này, phần nội thất này còn rất là đẹp nhé, sạch sẽ, xe giữ gìn rất tốt, đến thời điểm bây giờ là còn rất đẹp anh chị và các bạn. Và em xin được báo giá mẫu Camry 2007 xuất Mỹ, một chủ sử dụng ngay từ ban đầu, xe cực kỳ là chất, và giá chỉ có 430 triệu đồng anh chị và các bạn nhé. Nếu anh chị và các bạn quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh 0943622621. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết, vào khởi động các trang thiết bị và cái động cơ để anh chị và các bạn có thể tham khảo xem chất lượng của cái động cơ của chiếc xe. Và xe đến thời điểm hiện tại cũng hoàn toàn là không có một cái lỗi gì cả. Cái cơ bản là hai mẫu xe 2007 và 2006 này thì nó cái form dáng nó cũng khá là giống nhau, chưa có cải biến gì, và cái trang thiết bị của chiếc xe thì cũng được trang bị đồng bộ. Đây cũng có cái số này. Đó, ra vào. Ok. Đó. Nó chiếc Camry 2007 này nó chỉ thua ở chiếc Camry 2006 là không có xi nhan trên gương và không có gương cụt xòe anh chị và các bạn nhé. Đó. Âm thanh cũng rất là chất lượng luôn ạ. Ok rồi. Đây, chị và các bạn cùng em đi kiểm tra động cơ của chiếc xe này. Và đến thời điểm hiện tại anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy là động cơ của chiếc Camry 2007 này cực kỳ là chất đến thời điểm hiện tại. Và từ những con ốc hoàn toàn là chưa bị động chạm gì cả. Đó, anh chị và các bạn, những con ốc rất là sâu này, vẫn còn vuông vắn và sắc nét, chưa có một động chạm gì đến cờ lê hay tháo lắp gì cả. Xe zin chất đến thời điểm hiện tại anh chị và các bạn nhé. Xe rất đẹp luôn, cực kỳ là đại chất, một chủ sử dụng ngay từ ban đầu, chưa có một cái lỗi gì và chưa có động chạm gì đến một con ốc nhỏ nhất, cũng chưa có động chạm gì về cờ lê anh chị và các bạn, thì vẫn là tất cả còn zin nguyên bản cho xe anh chị và các bạn nhé. Vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Khanh cho giới thiệu tới anh chị và các bạn hai mẫu Camry, hai chiếc Camry được sản xuất năm 2006 và 2007, đều sản xuất tại Mỹ, và giá cửa tiền thì hiện tại chiếc Camry 2006 bản đủ bên em đang chào bán với giá là 410 triệu. À, chiếc Camry 2007 một chủ sử dụng ngay từ ban đầu bên em đang chào bán với giá 430 triệu đồng. Nếu anh chị và các bạn quan tâm đến một trong hai mẫu Camry
rất đẹp và chất lượng. Đến thời điểm hiện tại, anh chị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Khanh là 0943 622 621. Vâng, để em Khanh cung cấp thông tin đầy đủ về hai chiếc xe này cho anh chị và các bạn nhé, cũng như giấy tờ về hai chiếc xe này cho anh chị và các bạn tham khảo. Vâng, một lần nữa em Khanh xin được cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Và anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để luôn nhận được những mẫu xe mới nhất mà em Khanh sẽ quay giới thiệu tới chị và các bạn hàng ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video tiếp theo.